Em biết là chị khó chịu với em vì cái việc em không đồng lòng với mọi người trong phòng. Nhưng chị định dùng trò này để dằn mặt em đúng không? Nếu em đã nghĩ như vậy thì chị có giải thích gì em cũng không tin mà. Đương nhiên là không tin rồi. Nếu như chị không có ý đồ gì thì chị đã không chụp ảnh lại. Thế em nghĩ chị phá hoại hạnh phúc gia đình em để được cái gì? Chả qua hôm đấy chị định chụp lại để trêu em thôi. Không ngờ Nam mới nhìn thấy, nó lôi ra nó linh tinh. Còn nếu ý, chị định chơi em ý, thì chị đã gửi thẳng ảnh cho Thành. Ôi, chắc chẳng đến nỗi thế đâu nhỉ. Phải chăng đây là một sự im lặng trước một cơn bão lớn? Nhưng vấn đề lo ở đây là mẹ chồng em đấy. Thấy bà lên cơ quan của mình ngồi mà các bà mẹ chồng ấy thì không bao giờ làm việc gì mà không có lý do cả. Có khi cũng đang nghi ngờ nên muốn lên đây để rình mò. Hôm qua ấy, về rồi còn quay lại đây để tìm chị. May mà chị tỉnh, chị trốn được đấy. Chị xóa ngay cái ảnh đấy đi. Đây, xóa rồi còn đâu. Thế bây giờ em định tính thế nào? Chị mới là người chết đây này. Kiểu gì mẹ chồng em với Thành sẽ đến đây tra khảo chị. Tất nhiên là chị cũng sẽ chỉ nói đây là một trò đùa. Nhưng mà càng nói chị lại càng thấy có lỗi với em. Chị không nghĩ là mọi chuyện lại đi xa đến như thế. Kể cả em có ngoại tình thật thì chị cũng chả bao giờ đi nói với mọi người như thế cả. Chị em thì phải giữ cho nhau chứ. Em xin rút bởi vì chị được cho vào nhóm à? Cơ quan mình có nhiều người giỏi mà. Đương nhiên vắng cô thì chợ vẫn đông. Nhưng đây không phải là lúc để anh Phong có thời gian thay đổi. Anh ấy phải lựa chọn phương án tốt nhất. Mà em nữa, em cũng nên nhớ mình đang là phóng viên của cái tòa soạn này. Chị biết em là người rõ ràng trong công việc. Nếu em muốn, chị có thể đi đối chất với mẹ chồng của em. Nhưng chỉ trên phương diện là chị không cố tình. Còn chị cũng chả khác gì em cả. Không ưa nhau thì không thể làm việc được. Nếu em thấy khó chịu quá thì chị sẽ là người xin rút. Vấn đề là chúng ta sẽ phải lên báo cáo với anh Phong. Rồi anh Phong sẽ hỏi lý do tại sao. Chị thật sự không muốn phó tổng phải đi giải quyết những chuyện tình cảm vớ vẩn của chị em mình. Nhưng mà thôi, chốt lại là vẫn ở quyết định của em. Chị vào trước đây. Còn các chuyên mục khác thì sao? Công việc của Chi thì rõ rồi. Còn việc của em và chị Nguyệt thì em nghĩ là mỗi người sẽ có cách làm việc riêng của mình ạ. Anh cũng đã có ý đó. Anh đang rất cần hai em tự phát huy sở trường của chính bản thân mình. Sau đó chúng ta sẽ ngồi lại với nhau và chọn ra phương án tối ưu nhất. Dạ.